Thời gian qua thì có khá nhiều khán giả gửi email đến chương trình nói rằng là chỉ sau một vài tháng sử dụng mà máy tính của mình từ chạy nhanh đã trở nên chậm chạp rất là rõ. Trong chương mục Thủ thuật Công nghệ hôm nay, xin giới thiệu đến quý vị ba cách để chúng ta cải thiện chiếc máy tính của mình khi thấy nó bắt đầu có triệu chứng y ạch. Một trong những cách nhanh nhất để tăng tốc cho máy tính là mở rộng bộ nhớ hay nói cách khác là nâng cấp thanh RAM của máy lên. Nghe đến đây thì chắc nhiều người sẽ e ngại vì nghĩ là nó phức tạp đúng không nào. Nhưng thực sự thêm RAM là cách nâng cấp máy rất tiết kiệm và đòi hỏi ít kỹ năng nhất. Chỉ cần làm theo hướng dẫn thì chúng ta có thể tự thay thanh RAM tại nhà trong vòng 10 phút. Nhưng quan trọng là quý vị phải thay một thanh RAM phù hợp với dòng máy của mình. Khi tìm mua RAM thì chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy bối rối khi có quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Xong đừng để bị tác động nha. Có một công cụ giúp chúng ta biết được máy tính của mình cần mở rộng bộ nhớ bao nhiêu. Quý vị hãy vào website là crucial.com sử dụng công cụ miễn phí của trang web này để quét qua một lượt máy tính của mình, xem là máy cần loại ram nào và cần mở rộng bộ nhớ thêm bao nhiêu nữa. khi đã biết được loại ram phù hợp, thì quý vị có thể tìm mua ở các cửa hàng chuyên dụng và chúng ta lắp vào máy. lưu ý là khi thi ram thì chúng ta nên đeo dây cổ tay chống tĩnh điện cho an toàn, đồng thời là tránh cọ sát mạnh vào mặt tiếp xúc giữa của thanh ram có thể gây ra hiện tượng tĩnh điện và làm hỏng ram của chúng ta. À, ngoài trừ việc nâng cấp máy thì dọn dẹp ổ cứng để tăng tốc cho máy cũng rất cần thiết sẽ chẳng có máy tính nào có thể chạy nhanh nếu như ổ cứng chất đầy file rác hoặc là các phần mềm không cần thiết à, thưa quý vị với những ai sử dụng windows đơn giản là hãy nhờ đến công cụ dọn dẹp cc cleaner quen nữa không nào hãy lưu ý là trước đó quý vị nên dành thời gian thu lại các dữ liệu quan trọng tránh trường hợp là cc cleaner sẽ xóa nhầm dữ liệu của chúng ta với những ai sử dụng hệ điều hành os thì chúng ta nên sử dụng dicdix để xem lại tình trạng ổ cứng Lazydex sẽ liệt kê ra một loạt những tập tin nên xóa. Như vậy nếu muốn giữ lại tập tin nào thì chúng ta chỉ cần bấm nút check giữ lại, còn thông thì xóa đi cho nhẹ ổ cứng. Mẹo cuối cùng mà chương trình muốn chia sẻ với tất cả quý vị để máy tính của mình chạy nhanh hơn hay ít nhất cũng sẽ ít tốn thời gian để khởi động chính là hạn chế bớt tính năng từ khởi động của một số chương trình trên máy tính. Chúng ta không để ý nhưng lúc khởi động máy tính thực sự có rất nhiều những chương trình đồng loạt khởi động. Thậm chí trong đó có nhiều chương trình chúng ta không cần đến. Khởi động cùng một lúc nhiều thứ như vậy thì chắc chắn sẽ khiến máy của chúng ta chậm hẳn. Quý vị hãy vào là Star, chọn trên và gọi là, là MS Config. Khi cửa sổ System Configuration hiện ra, quý vị hãy chuyển sang thẻ Service và xem trong đây những chương trình nào không cần thiết phải khởi động cùng với máy. Sau đó chúng ta tắt đi và khởi động lại để hoàn tất. Quý vị thân mến, hy vọng với 3 bước đơn giản kể trên thì quý vị sẽ cải thiện được hoạt động trên chiếc máy tính của mình. Và nếu có góp ý hay là thắc mắc cho chương trình, hãy gửi ngay email về cho chúng tôi ở địa chỉ quen thuộc cứ số công nghệ.fbnc.com